Sân Mỹ Đình, chung kết lượt về AFF Cup 2008. Đồng hồ đã chỉ đến phút 90+4. Minh Phương đứng trên chấm đá phạt, anh tung đường chuyền vào trong, hướng tới vị trí của Công Vinh đang di chuyển. Bóng đi quá nhẹ, Công Vinh dướn mình chạm đầu, bóng bật lên, cắm thẳng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Thái Lan. 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình vỡ òa, cả sân vận động rung chuyển. Pha lập công ấy cân bằng tỷ số 1-1 ở lượt về. Chung cuộc, Việt Nam đánh bại đối thủ với thắng lợi 3-2 để lên ngôi. Siêu phẩm đánh đầu ấy của Công Vinh xứng danh bàn thắng vàng, đưa bóng đá Việt Nam tới trước vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên. Bàn thắng mà theo như lời của Việt Thắng là một đường chuyền lỗi từ Minh Phương. Nhưng cuối cùng, Công Vinh đã biến nó thành khoảnh khắc không thể quên trong lịch sử. 14 năm sau vẫn là sân Mỹ Đình, chung kết SEA Games năm 2022. Đồng hồ điểm ở phút 82, tỷ số trên sân lúc này đang là 0-0. Từ bên cánh trái, Tuấn Tài tung quả tạt bóng vào khu vực cấm của U23 Thái Lan. Quả bóng tạo hình vòng cung tuyệt đẹp, hướng đến đúng vị trí của Nhâm Mạnh Dũng. Tiền đạo Việt Nam nhảy lên đánh đầu, bóng đi xoáy, bay vào góc cao của khung thành, làm tung lưới thủ môn Cao Win. Không có gì sai khi nói rằng cái lắc đầu của Nhâm Mạnh Dũng là cú lắc da vàng, huy chương vàng cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chính thức bảo vệ thành công trước vô địch tại giải đấu này. Hai trận chung kết, hai lần Việt Nam vượt qua người Thái để lên ngôi vương, đó đều là những trận đấu đi vào lịch sử bóng đá khu vực. Cách những chàng trai Việt vượt qua khó khăn, vượt qua ranh giới của định mệnh, vượt cái ngưỡng giới hạn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho cặp đấu xứng đáng là siêu kinh điển Đông Nam Á. Đã có những thời điểm người hâm mộ buộc lòng phải hoài nghi, nhưng sau tất cả chúng ta nhận ra rằng gặp đối thủ mạnh càng rơi vào nghịch cảnh thì khát vọng của U23 Việt Nam càng bùng cháy lên mãnh liệt. Ở bàn thắng của Mạnh Dũng, chúng thậm chí còn đến theo một cách rất đẳng cấp, rất bài bản, rất có chiến lược và rất phong cách Park Hang-seo suốt hành trình của giải đấu. Một bàn thắng nhưng có thể khẳng định cho tài cầm quân của huấn luyện viên Park, cho trí tuệ của người Việt và tinh thần vượt khó của những chiến binh sao vàng. Còn nhớ vào năm 2008, huấn luyện viên Calisto nổi giận đùng đùng với cánh báo chí trước thềm trận bán kết lượt về AFF Cup năm đó: "Các anh cho tôi một cái tên thay Công Vinh." Không một ai cho ông câu trả lời, Công Vinh vẫn ra sân đá chính và phần còn lại, như mọi người vẫn nói, đó chính là lịch sử. 2008 mới là lần đầu tiên sau 10 năm, bóng đá Việt Nam lại có một trận chung kết AFF Cup. Sân khấu lộng lẫy nhất mở ra cho Công Vinh. Tiền đạo sinh năm 1985 chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là tìm thấy mảnh lưới trống của Thái Lan. Hai bàn thắng trong hai trận lượt đi lẫn về ở trận chung kết, Công Vinh đã làm được. Cú đánh đầu ngược tuyệt đẹp đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vương của Công Vinh còn được lựa chọn là một trong 10 bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải đấu này. Cho đến hiện tại, dù tuyển Việt Nam có thêm một lần lên ngôi tại AFF Cup 2018, nhưng khoảnh khắc tuyệt vời mà Công Vinh tạo ra tới giờ vẫn được khắc sâu trong tâm khảm của rất nhiều người. Một điều thú vị là ngay sau trận thua tại chung kết SEA Games 31 vừa rồi, cổ động viên Thái bắt đầu lùng sục những cái dớp của đội bóng nước nhà mỗi khi thua Việt Nam. Và điều không ai ngờ đến là người Thái chỉ đích danh những chiếc áo vàng của đội bóng nước này. 3 lần mặc áo vàng, Thái Lan đều thua Việt Nam và 3 lần thua đều đến từ những cú đánh đầu ở những phút cuối hiệp 2 và trùng hợp hơn nữa khi quả bóng đều được trèo từ cánh trái. Bàn thắng của Công Vinh ở chung kết AFF Cup 2008 từ pha đá phạt của Minh Phương. Bàn thắng rung chuyển Mỹ Đình ở chung kết SEA Games 31 của Nhâm Mạnh Dũng đến từ đường tạt của số 12 Tuấn Tài ở phút 82. Trước đó ở King Cup 2019, tổ chức trên sân nhà Thái Lan, bộ trang phục màu vàng hơi hướng hoàng gia đã không mang lại may mắn cho đội chủ nhà khi Anh Đức đã khiến người Thái chết lặng ngay tại trang Arena ở những phút bù giờ cuối cùng. Trận đấu đó, Thái Lan nhập cuộc với khí thế áp đảo, không hề giấu giếm ý định làm bẽ mặt đoàn quân sao vàng trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Thế nhưng một đội tuyển Việt Nam ở thời điểm đó là một đội tuyển hoàn hảo, đang trong thời kỳ thăng hoa nhất dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thể hiện một bản lĩnh vượt khó tuyệt vời. Pha lập công của Anh Đức ở phút bù giờ cuối cùng đưa đội tuyển Việt Nam gặp Curaçao ở trận chung kết ngày 8 tháng 6. Bàn thắng được xem như là kết tinh hoàn hảo đến từ một pha phối hợp hoàn hảo, cú đá phạt của Xuân Trường và pha bật nhảy đánh đầu của Anh Đức kèm theo một chút lúng túng của thủ môn Cao Win. Tất cả cũng xảy đến và rồi chúng khiến người Thái chết lặng. Trận thắng này cũng đánh dấu là một trận thắng đầu tiên và duy nhất tới lúc này của đội tuyển quốc gia Việt Nam trước Thái Lan dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Một lần xảy ra có thể là ngẫu nhiên, nhưng khi cùng lúc 3 lần với cùng một kịch bản thì người hâm mộ cả hai nước cũng bắt đầu cảm thấy rùng mình. Đó là lý do vì sao mà người hâm mộ Thái Lan đang kêu gào yêu cầu Liên đoàn bóng đá nước này đừng dùng màu áo vàng cho những trận đấu quan trọng, nhất là khi gặp Việt Nam. Nếu Công Vinh, nếu Anh Đức hay Nhâm Mạnh Dũng là những người quyết định mang về chiến tích cho đội bóng,
Nhưng trước đó có một người cũng ghi những bàn thắng rất quan trọng, cũng khiến cả nước Việt sung sướng đến ngất ngây, nhưng cũng đồng thời để lại một nỗi tiếc nuối đến muôn đời. Trong cuốn Tự truyện phút 89 của Lê Công Vinh, anh đã nhắc đến người bạn thân đồng một thời của mình bằng hai chữ thiên tài. Không cao to vạm vỡ, nhưng Văn Quyến được trời ban cho đôi chân cực ngoan, kết hợp với cái hông cực dẻo và một lối chơi bóng rất khác lạ. Từ thiên tài dành cho Quyến vốn dĩ chẳng có gì phải bàn cãi cả. Đúng vậy, năm 2003, ở tuổi 19, Văn Quyến đã đứng trên đỉnh cao danh vọng của sự nghiệp. Quyến còn khiến châu Á chấn động với bàn thắng duy nhất hạ đội tuyển Hàn Quốc 1-0 vào ngày 19 tháng 10 năm 2003. Cũng năm đó, Văn Quyến mang trên mình niềm hy vọng vàng của U22 Việt Nam trong sứ mệnh giành tấm huy chương vàng SEA Games 22 được tổ chức trên sân nhà. SEA Games năm đó, U22 Việt Nam chơi thứ bóng đá thăng hoa và rực rỡ, đến từ nguồn cảm hứng mang tên Văn Quyến. Quyến là người ghi bàn ở trận vòng bảng, chính Quyến là người có bàn thắng đẳng cấp, gỡ hòa một đều trước Thái Lan ở chung kết. Chỉ tiếc đến cuối cùng, Việt Nam vẫn ngậm ngùi về nhỉ. Nhưng hãy nhớ về bàn thắng của Văn Quyến. Bàn thắng có sức công phá như một trận động đất. Bàn thắng khiến cả sân vận động rung chuyển. Không đúng hơn là cả nước Việt Nam rung chuyển. Bàn thắng khiến tất cả phải ngưỡng mộ và bật ngón cái tự hào. Vì sự đẳng cấp, vì tính đẹp mắt và cả nét nghệ thuật tinh tế trong từng khung ảnh. Cái nhấc chân của Văn Quyến, cú ngả người demi volley, quả bóng đi vào khung thành trong sự bất lực của thủ môn đội bạn. Và cả cái lúc Quyến giang tay ăn mừng quen thuộc. Giấc mơ vàng mà Quyến vừa vẽ ra khi đó chỉ tồn tại thêm được 6 phút trước khi bàn thắng vàng của Natapol chấm dứt tất cả. Nhưng mặc kệ biển nước mắt đau đớn, Văn Quyến vẫn ánh lên tia sáng rực rỡ, đẹp đẽ không ai sánh bằng. Tính ra kể từ khi bóng đá Việt Nam, từ lúc bắt đầu hội nhập sân chơi khu vực từ SEA Games 91 đến SEA Games 95 thì chúng ta mới để lại dấu ấn thực sự khi giành huy chương bạc và khi thua chính đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết. Cũng bắt đầu từ đây viết nên trang lịch sử đối đầu đầy duyên nợ của hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Thất bại, người Thái, chung kết, những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại đến mức thành một nỗi mặc cảm lẫn tự ti ám ảnh những người Việt. Khi đó chúng ta vẫn luôn tự hỏi tại sao chúng ta luôn thất bại cho người Thái thế nhỉ? Thời điểm đó người Thái mạnh và vượt trội hơn hẳn chúng ta. Dẫu vậy, không hẳn lúc nào chúng ta cũng thua Thái Lan. Cũng đã từng có lúc Việt Nam giành thắng lợi vô cùng vẻ vang và đầy hãnh diện. Từng có thời điểm Thái Lan rất muốn tránh gặp mặt tuyển Việt Nam, đó là trường hợp tại Tiger Cup năm 1998, vốn là giải tiền thân của AFF Cup. Thái Lan và Indonesia tạo nên một trận đấu đầy nhục nhã chỉ vì không muốn gặp Việt Nam ở bán kết, nhưng cuối cùng cả hai đội vẫn chạm mặt nhau. Trận đấu đáng nhớ đó để lại những nét đẹp vĩnh cửu trong lòng người hâm mộ về một chiến tích vẻ vang nhất mà Việt Nam từng có được trước người Thái. Khi đó trận đấu được tổ chức trên sân Hàng Đẫy, Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cố huấn luyện viên Alfred Riddle, một huấn luyện viên châu Âu điển hình, đã xây dựng thứ bóng đá kỷ luật và rất khoa học, đầy mới lạ ở Việt Nam. Bởi vậy, người hâm mộ rất kỳ vọng vài giải đấu trên sân nhà. Và trên thực tế, Việt Nam đã vùi dập Thái Lan với tỷ số 3-0. Ba cầu thủ ghi bàn là Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn và Văn Sĩ Hùng. Nhớ lại trận đấu đầy tự hào này, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, người nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên cảm xúc. Sau 3 năm đến giờ, cảm xúc với tôi vẫn dâng trào. Ghi bàn vào lưới Thái Lan vẫn luôn mang tới cảm giác tuyệt vời nhất. Những thất bại trước Thái Lan trong các kỳ SEA Games trước đây là với huấn luyện viên khác và lứa cầu thủ khác. Trong khi đó, chúng ta, thế hệ này vẫn là những người giành huy chương vàng. Vì vậy, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều vào quá khứ. Quan trọng là hiện tại và tương lai. Câu nói của huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận chung kết đã đúc kết một cách chính xác mối quan hệ của hai nước. Những năm qua, chúng ta có chiến thắng, cũng có thất bại, nhưng sự sụp đổ thì không còn xảy ra thường xuyên. Điều gì đã khiến cho hậu vệ đang chơi bóng tại J-League phải đăng trạng thái xin lỗi đến toàn đội, người hâm mộ vì đã không thể ghi bàn? Đó là tình huống Tirothom Bumathan không thắng được Đặng Văn Lâm trên chấm phạt đền trong trận hòa không đều ở Mỹ Đình thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 của đội tuyển Việt Nam tại khu vực châu Á. Tirothom Bumathan được giao trọng trách thực hiện quả đá 11m cho Thái Lan. Tuy nhiên đôi chân của Đặng Văn Lâm đã ngăn cản không cho hậu vệ này ăn mừng. Ngay sau trận đấu, Bumathan thừa nhận anh cảm thấy tiếc nuối với pha bỏ lỡ này. Đây tiếp tục là một trận đấu đáng nhớ nữa giữa Việt Nam và Thái Lan. Dù không ai có thể ghi bàn, dù tạo ra thế trận vô cùng hấp dẫn, ăn miếng trả miếng giữa đôi bên, dù kịch tính được đẩy cao trào với rất nhiều pha bóng gây tranh cãi, đỉnh điểm có lẽ là tình huống Văn Hậu phạm lỗi với Manuel Beer trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Hậu vệ dày kinh nghiệm Tirothom được lựa chọn xuất phạt đền. Nhưng xui xẻo cho hậu vệ Thái khi đó, Lâm đang đứng trong cùng gỗ, thủ thành gốc Nga đổ người sang phải rồi tung chân trái phá bóng từ cú sút căng của Tirothom, cứu thua xuất sắc cho tuyển Việt Nam. Một điều thú vị nữa là lần đầu tiên nắm đội U23 Việt Nam và trận cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo là chung kết SEA Games 31 đều là những chiến thắng trước U23 Thái Lan.
Trận đầu tiên là trận thắng 2-1 thuộc giải giao hữu M1 50 cấp diễn ra trên đất Thái Lan vào cuối năm 2017. Và trong quãng thời gian ông nắm quyền đó, U23 Việt Nam còn từng làm nên chiến thắng không tưởng 4-0 trước U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020. Hủy diệt U23 Thái Lan, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo là đội duy nhất khu vực Đông Nam Á vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020. Và tất nhiên ở cấp độ U23, càng không thể bỏ qua màn bón hành Thái Lan ở SEA Games 30, mà lần này người ghi tên mình lên bảng vinh danh là Tiến Linh. Ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 30, cú đúp của Tiến Linh vào lưới Thái Lan không chỉ giúp U22 Việt Nam giành vé đi tiếp, mà còn trực tiếp loại đối thủ kỹ dơ này từ vòng bảng. Đội bóng của ông Park đã nhập cuộc không tốt khi để người Thái dẫn 2 bàn chỉ sau 10 phút. Khi ấy, không ít người đã nhớ tới ký ức đáng quên tại SEA Games 29, giải đấu cuối cùng của lứa Công Phượng Xuân Trường. Thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối để rồi cay đắng bị loại, cũng chỉ cần một điểm để vượt qua vòng bảng. Nhưng may mắn chúng ta có Tiến Linh, chỉ khoảng 5 phút sau khi U22 Việt Nam để Thái Lan lần thứ 2 chọc thủng lưới, Tiến Linh ghi bàn thắng cực kỳ quan trọng để sốc lại tinh thần toàn đội. Để rồi đến phút 71, Tiến Linh thực hiện quả 11m, đóng sập lại cánh cửa săn vàng của người Thái theo cách vô cùng cay đắng và nhục nhã. Báo chí Thái Lan đã gọi thất bại khi đó là nỗi xấu hổ bậc nhất trong lịch sử tham dự SEA Games, còn U23 Việt Nam đã lên ngôi lần đầu tiên sau 60 năm chờ đợi. Có quá nhiều những điểm nhấn đẹp đẽ và ấn tượng trong suốt hành trình đối đầu của Việt Nam-Thái Lan. Chính những điều thú vị này sẽ làm cho cuộc cạnh tranh Việt Nam-Thái Lan tại các giải đấu trong năm 2022 này càng được chờ đợi và hy vọng sẽ kịch tính hấp dẫn như những gì vốn có, xứng đáng là trận derby đỉnh cao của Đông Nam Á.